Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục lên một video giới thiệu anh em đến 6 sản phẩm từ các thương hiệu Pioneer, Sony, Kenwood và Yamaha, đều là những hàng rất là gấu và khủng. Thì bây giờ là Tuyến sẽ quay cận cảnh chi tiết từng con một để cho anh em tiện lựa chọn, có thể là mình xem nội thất, ngoại thất và lựa chọn cho mình những sản phẩm nào phù hợp. Thì đầu tiên Tuyến xin giới thiệu anh em đến một con Omni. Dòng này cũng là dòng đa kênh 5.1 các bác nhé. Dòng này có model là AX420. Đó, con AX420 này thì nó thiết kế theo cái kiểu chỉnh cơ. Đấy, bát chét chỉnh cơ hết nhé. Đấy, đánh hai cầu A và B. Đấy, các bác nhìn rõ nhé. Đánh hai cầu A và B nhé các bác nhé. Chỉnh bát chét ở đây là cơ rất là tiện. Và đặc biệt là con này có giải mã 24 bit. Đó, con này có giải mã 24 bit các bác nhé. Công suất con này là 190W, đánh từ 6 cho đến 16 ohm các bác nhé, 6 đến 16 ohm. Đó, thì rất là tiện. 190W và con này cũng đánh 10 sò san ken rất lớn. 10 sò san ken lớn các bác nhé. Đó, 10 sò san ken cực kỳ lớn. Mà chất âm những con này là mặt bằng tranh thì có những chất âm con này rất là hay. Đó, ở đây thì nó lại có cả làm luôn luôn cái cổng kết nối điện thoại luôn đằng trước này, rất là tiện. Các bác có thể cắm điện thoại ở đằng trước. Và con này có cả radio tuner đầy đủ nhé. Tuner này. Đấy, bắt được radio AM, FM đầy đủ. Đó, đây là ngõ vào. Và đây là chế độ chỉnh nhạc, rất là tiện. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đó, mặt vàng tranh tuyệt đẹp luôn. Thì em cũng báo giá luôn con Yamaha AX420 này. Em để cho các bác với giá là 2.200.000 đồng nhé. 2.200.000 đồng con Yamaha mặt vàng tranh tuyệt đẹp như này. Đó, cực kỳ đẹp mà cực kỳ chất. Và các bác ưu điểm con này là có thể các bác có thể kết hợp với vang số hát karaoke rất là tiện. Và tiếp theo em giới thiệu cũng một model cũng đến từ của Yamaha. Con này cũng là thể có thể nói là dòng khủng long của Yamaha. Con này có model là AX900 nhé. AX-900. Con này nó rất là khủng, nó khủng ở chỗ là nó đánh 8 sò đại nhé, 8 sò Mitsubishi khổng lồ luôn nhé các bác nhé, sò đại nhé. Đấy, em nói rõ luôn là sò đại, mà sò này sò của Mitsubishi nhé. Nên là chất âm con này rất là tuyệt vời. Và đặc biệt hai tụ khổng lồ là 22.000mi 71V. Đây tụ nhé, các bác nhìn nhé, một lon bia mà em đặt lên mà nó còn nọt thỏ đi luôn, so với lại một lon coca. Đó, các bác nhìn nhé, em đã để sẵn một lon coca đây để cho các bác xem rồi nhé. Đấy, còn riêng lon coca còn nhỏ. Đó, và một cái biến áp rất là khổng lồ. Yamaha, con này là nặng hai mấy cân các bác nhé. Con này là khá là nặng, nặng hai mấy cân, đánh hai cầu A và B. Và ưu điểm của con này nữa là nó có chỉnh cả giải mic luôn các bác nhé. Giải bát, chung, chét. Rất là tiện cho các bác, ví dụ những chơi những đôi loa khó tính, các bác sử dụng các tính năng mình chỉnh giải, các bác không muốn nghe giải chung nhiều thì các bác có thể giảm giải chung nhiều. Đấy, và đây là phân loa và đây là nau nớt thì nó lại là chỉnh bằng núm vặn đây các bác nhé. Đó, con này thì thiết kế mặt đen rất là đẹp, đen tuyền rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là sang trọng. Và chất âm con này khá là khủng luôn và khá là hay. Đó, đây em quay nữa. Các bác nhìn cánh tỏa nhiệt của nó quá vĩ đại luôn. Một cái biến áp khổng lồ luôn. Cái này nó bẩn, em sẽ lau chùi cho các bác sau nhé. Đây này, các bác nhìn nhé. Đây là bẩn nhé. Hàng bãi về còn nguyên bụng luôn đấy. Đít đáy cực kỳ đẹp luôn. Không có rôm rỉ một chỗ nào luôn nhé. Con này công suất lên đến 230W các bác ạ. Đánh hai cầu A và B. Và đánh từ... con này nó đánh từ 6 cho đến 12 ohm nhé. Đó. Con này đánh từ 6 ohm trở lên. Đó. Và con này có cả cổng chữ U, các bác có thể làm rề, làm pau đều rất là ok luôn. Đấy, rề pau, con này cực kỳ khủng long luôn. Em nói con này cực kỳ khủng long luôn. Các bác nhìn cái dây nguồn nó đã đủ cái khủng khiếp rồi. Cái dây nguồn của nó làm quá cẩn thận mà quá to luôn. Đó, dòng AX900. Hai cái quả tụ các bác nhìn đã mê mẩn luôn rồi. Hai quả tụ cực kỳ khổng lồ. Đấy, nhìn nó đã kết ngay từ này. Và đấy, các bác nhìn đánh 8 con sò này, mỗi một kênh đánh 4 con. Đấy, mỗi một kênh đánh 4 con sò đại của Mitsubishi các bác nhé. Đó, 4 sò đại của Mitsubishi.
rất khổng lồ luôn và rất là đẹp, máy con này đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn cái này là bẩn nhá, đấy cái này là bẩn, em là nó bám bẩn, bụi bẩn của nguyên bản nên chưa lau đó. Con này thì là tình trạng là đẹp xuất sắc luôn, thì em cũng báo giá luôn là cái con AX900 khổng lồ này. Đấy, size của nó rất lớn, rất to luôn các bác nhá, nó rất cao to luôn. Thì em báo giá luôn là em để cho các bác với giá 4.500.000 đồng con AX900 này nhá. Đấy, ưu điểm là chỉnh giảm mic, chỉnh giải chung. Đấy, rất là tiện. Thực tế nếu mà ví dụ con này mà nó là của Pioneer là san xui thì những con này cực kỳ là đắt luôn. Đấy, nhưng vì nó là thương hiệu của Yamaha nên là nó nào nó có giá nó mềm hơn. Nhưng mà nói về chất âm thanh Yamaha thì các bác khỏi phải chê đi. Bởi vì dòng Yamaha thì nói về độ tinh chỉnh nhạc thì nó là đứng đầu rồi của Nhật rồi. Các bác về nó chuyên sản xuất organ thì các bác biết là hiệu suất nó chỉnh âm thanh đến cỡ độ nào thì các bác đủ hiểu. Đó, cực kỳ chất luôn. Đó, các phím bấm rất là tiện, rất là nhạy. Đấy, thì mới có 4.500.000 đồng bằng một con âm ly cỏ thôi các bác nhé. Mà các bác sử dụng một con âm ly khủng long này. Đó, và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một quen pau của Pioneer. Dòng này là quá nổi tiếng rồi. Đó, con pau này thì quá đẹp, quá nổi tiếng rồi. Pau Pioneer này thì nó có dòng là M90 các bác nhá. M90. Con này thì sử dụng 4 quả tụ đúng bằng 4 lon Coca luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, 4 quả tụ khổng lồ luôn bằng 4 lon Coca và sử dụng 2 biến áp nguồn riêng biệt. Và đặc biệt con này chơi đến 16 sò xanh đen. Đó, mỗi một bên là 8 con các bác nhé. Đây này các bác, bên này 8 con và bên này là 8 con. Đó, 8 sò xanh đen. Đấy, cực chất luôn. Các bác nhìn nhé, vỉ máy làm rất gấu khủng luôn. Toàn bộ mạ đồng, đẹp kính cong luôn. Đó, con này thì dòng M90 này nó công suất lên đến 410W nhé các bác nhé. Đánh đủ các giải nhé, đánh từ 2, đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé. Đó, các bác nhìn nó có chế độ đánh này, các bác đánh 4 đến 16 ôm. Đấy, đủ các giải và đánh hai cầu riêng biệt A và B. Đó, con này dòng Pau này thì quá gấu khủng rồi. Đó, mà các bác nhìn cái bộ tụ của Pioneer, tụ cũng là của Pioneer luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhá, tụ Pioneer, tụ khổng lồ luôn này. Đấy, 4 quả tụ này, máy nó gấu như này thì các bác cũng đủ hiểu rồi. Đó, các bác nhìn con Pau này tuyệt đẹp luôn. Đấy, đánh hai cầu A và B này. Đấy, hai cầu A và B. Đây là chỉnh delay. Và đây là nó có cổng tín hiệu vào đây, các bác có thể đánh trực tiếp nhá. Để đánh CD là đánh trực tiếp luôn được. Đấy, và đây các chế độ chỉnh vào các cổng ngõ tín hiệu vào này. Đấy, con này nó thiết kế để đánh đồng đập cũng đều rất ok, rất hay. Đó, con này thiết kế chỉnh đồng đập. Đó, nên là các cổng ngõ tín hiệu vào các bác có thể kết hợp với lại vang số hát karaoke thì mỹ mãn luôn. Đó, con Pau M90 này, con này thị trường bán rất là đắt, nếu mà đủ bộ mà có thêm cái rền nữa nó phải bán trên 20 triệu các bác nhé. Nhưng mà vì nó không có rề, em bán mỗi Pau không nè, em để cho các bác với giá 6.800.000 đồng nha các bác nhé. 6.800.000 đồng con Pau khủng long này. Đấy, một cái giá để cho các bác lựa chọn, các bác chơi rất là đẹp sang trọng. Và em nói con này thì nó là dòng ở đây thì nó là có một cái đèn nháy tia lên các bác nhé. Đó, nó làm rất đẹp, rất gấu. Đấy, con dòng M90 này nó là thuộc hàng cao cấp của Pioneer rồi. Các bác nhìn nó làm là bóng piano, bóng soi gương này. Đấy, bóng gương cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, cực kỳ sang trọng. 16 sò thì các bác vẫn đủ hiểu là nó gấu đến cỡ độ nào này. Hai biến áp nguồn riêng biệt này to loạt vã luôn. Đó, con này là nặng lắm. Con này chắc nó phải tới rơi vào gần 30 cân các bác nhá. Đó, rất là gấu khủng luôn, gần 30 cân con này. Và con này cực kỳ chất, các bác chỉ cần thêm một cái vang là các bác chơi nhạc hay là hát karaoke thì nó là mỹ mãn rồi. Không còn gì phải bàn. Đấy, dòng M90. Đấy, mặt của nó ở đây là mạ đồng hết nhá, khung sườn mạ đồng hết. Thuộc dòng cao cấp mà với giá chỉ có 6.800.000 đồng bằng con âm ly cỏ các bác nhá. Đó, cực kỳ chất. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con đầu CD của Sony. Dòng này là dòng cao cấp của Sony các bác nhé. Có model là 3 con 5 ESA
mặt vàng chanh tuyệt đẹp luôn, đẹp không một tì vết luôn, em có dám khẳng định là các bác là đẹp không một tì vết luôn đó. Dòng này của em Tuyến thì mới về đấy, các bác nhìn nhé, đẹp từ má gỗ, đẹp cáo cạnh không một tì vết luôn, từ đít đáy không có điểm một điểm gì để mà các bác, để các bác có thể các bác chê được một con này đó. Con này nó là phân khúc cao cấp nên là các bác nhìn các bác đủ hiểu nó là chất cỡ độ nào. Và ở đây này em Tuyến đã để sẵn một con đĩa, đĩa rẻ tiền nhất nhé, đĩa này là đĩa sao chép mà rẻ tiền nhất là để em test thử các chế độ mắt cho các bác xem đó. Đấy, riêng chỉ cần bỏ vào cái là đọc luôn đấy, các bác nhìn nhé, sẽ báo bài luôn. Và chỉ cần bấm này, em Tiến bấm này, chỉ khoảng độ khi đĩa đủ quay cái là đọc luôn này đấy, bác nhìn, các bác nhìn nhé. Và em Tiến sẽ bấm luôn bài cuối cùng luôn cho các bác. Đây, bắt đầu em Tiến bấm luôn này, các bác nhìn nhé, nhìn chạy nhé, em Tiến buông tay là đọc luôn đó. Chỉ cần buông tay là đọc. Mắt riêng mắt em Tuyến bảo hành cho các bác là 1 tháng nhé, trong vòng 1 tháng để cho các bác chơi, các bác test thoải mái. Đấy, dòng này cực kỳ cao cấp và hai ma gỗ cực kỳ sang trọng luôn, các bác nhớ, sơn bóng piano cực kỳ đẹp luôn, không một vết chày xước luôn. Có thể nói con này đẹp chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Từ mặt mũi này các bác nhìn này, quá đẹp này, không một tì vết, một cái vết lông mèo lông chuột nào luôn đó. Con này thì có thể nói là như mới tinh luôn, đẹp xuất sắc. Đấy, dòng là 3 con 5 ESA, con này thì nó là dòng cao cấp rồi các bác nhé. Đấy, con này thì nó là quá là cao cấp rồi, nó chỉ thua mỗi 3 con 7 thôi đó. 3 con 5 ESA, con này sử dụng một nguồn đôi, một nguồn cho tín hiệu audio và một nguồn cho tín hiệu digital. Đấy, các bác nhìn máy móc của em, bên em về nó như mới tinh luôn, các bác nhìn xem nó sáng quắc luôn, nhìn quá đẹp luôn. Mà chất âm con này thì phải nói là rất là tuyệt vời. Và em cũng báo giá luôn là con 3 con 5 ESA này em để cho các bác với giá là 11 triệu đồng các bác nhé, 11 triệu đồng con đầu Sony 3 con 5 ESA đó. Nó là thuộc phân khúc cao cấp rồi đó, mà nó đẹp chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Tuyến để em Tuyến tư vấn. Những dòng cao cấp này các bác chơi thì những dòng âm thanh cao cấp thì những con này thì nó không thể thiếu được đó. Và tiếp đến này, em giới thiệu các bác đến một model của Đờ Nông nhé. Con này là cũng là dòng đa kênh, có model là ACV-2000 các bác nhé. Con này thì ưu điểm là đánh 2 cầu A và B và chỉnh bát check ở đây luôn các bác nhé. Đó, chỉnh bát check trên này luôn, rất là tiện này. Con này nó đây là nó chỉnh nhiều chế độ lắm nên là con này nó thiết kế rất là đẹp mắt và rất là gấu luôn các bác ạ. Đó, con này nó chỉnh nhiều chế độ. Và con này nó đánh ở dưới là nó đánh đi 8 sò sân ken các bác nhá, 8 sò sân ken cho 2 cây A và B. Đấy, bên dưới này nó đánh 8 sò sân ken và nó rất to luôn. Đó, và sử dụng một biến áp cho phần tín hiệu và một biến áp cho phần công suất các bác nhá. Con này cho công suất lên đến 250W các bác ạ. 250W đánh từ 6 cho đến 16 ohm. Đó, đánh từ 6 cho đến 16 ohm. Nó quá nhiều cổng tín hiệu vào. Đó, rất nhiều cổng tín hiệu vào. Và đặc biệt con này có thể nằm rề luôn. Đó, con này có thể nằm rề cho những âm ly khác các bác nhé. Đấy, rề út này. Đấy, con này có thể nằm rề, rất là tiện. Đó, con này nhìn mặt đen cực kỳ đẹp mà size nó size lớn, size to các bác nhé. Size này nó 15-16 phân đấy. Đó, size này tầm 15-16 phân nên là size rất là to, rất là đẹp, các bác có thể chơi đó, nhạc hát karaoke đều rất là tuyệt vời luôn, rất ok luôn. Đó, các kênh ngõ tín hiệu vào đây. Đó, chỗ này nó có cả dắt để các bác cắm điện thoại luôn này. Đấy, rất là tiện. Ở đây nó bịt, nó sử dụng cái núm bịt này nè. Đấy, các bác có thể sử dụng cắm điện thoại luôn trực tiếp đằng trước này và đánh 2 cầu A và B đây. Thì con Đờ Nông ACV này, AVC
AVC 2000 này em đến cho các bác với giá là 2.200.000 đồng bác bán nhá, 2.200.000 đồng con Omni này, đất gấu khủng này đó, chỉ mất mà các bác chỉ mất có 2.200.000 đồng đã các bác sở hữu con Omni rất gấu khủng này đó. Đây là cầu A và đây là cầu B luôn các bác nhé, đánh hai cầu A B rất là tiện, đánh 8 sò săn ke đó. Và cuối cùng em giới thiệu các bác đến một con Omni Kenwood, con này có model là KAV 7000 các bác nhé, con này đặc biệt là đánh 4 sò săn ke cỡ lớn nha, 4 sò Toshiba cỡ lớn đó các bác nhìn nhá, 4 sò Toshiba lớn rất là gấu khủng. Đấy, máy dày đặc luôn. Và con này cho công suất là 240W các bác nhá. 240W đấy, đánh hai cầu. Rất là tiện. Và con này có thể có cầu chữ U các bác có thể ở đây, nó nằm rề đây và có cả cổng súp ra luôn này. Đấy, cái này cầu chữ U thì các bác có thể nằm rề nằm bao đều rất là ok. Con này rất là khỏe, các bác hát karaoke thì khỏi bàn đi. Đấy. Ở đây là chỉnh bát chéc này, rất là tiện. Đây là phân loa. Đó. Rất là tiện luôn. Con này cũng thiết kế khá là đẹp và size rất là to luôn các bác nhé, size này size to. Cũng 15 16 phân, cũng bằng con đờ nông cái đấy. Size rất là to, rất là gấu khủng luôn. Máy rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn cái một cái biến áp của nó quá to luôn này. Các bác nhìn cái biến áp của nó rất là to và con này rất là nặng. Con này rất là nặng các bác nhá. Đó, con này rất là gấu nặng. Thì em cũng báo giá luôn con KAV 7000 này. Em cũng để cho các bác với giá là 2.200.000 đồng. Đó. Cũng 2.200.000 đồng con này to gấu này nhé các bác nhá. Rất là gấu luôn. Thì đấy các bác, em vừa là em Tiến là vừa giới thiệu các bác đến 6 sản phẩm, từ những con Pau, con Omni rất là gấu hay là con đầu CD đều là hàng gấu khủng luôn. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 nhé. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Và các bác mua hàng của em thì vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 500.000 đồng trên một sản phẩm nhé. Đó, các bác mua hàng của em thì mà cọc trước cho em tối thiểu 500.000 đồng trên một sản phẩm để em ship hàng cho các bác. Và giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí ship, các bác lưu ý cho cái vấn đề đó. Và em xin phép được dừng video đây tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của em để không bỏ lỡ những sản phẩm nhé các bác muốn chọn nhé. Em xin cảm ơn các bác yêu quý em, nhớ cho em một like.